Cách xác định hình chiếu từ một điểm đến một mặt phẳng. Hay là xác định khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Thì ta phải hiểu được các khái niệm là đầu tiên là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Thì đường thẳng D được gọi là vuông góc với mặt phẳng alpha nếu D vuông góc với hai đường thẳng A và đường thẳng B cắt nhau nằm trong alpha. Rồi, ta có hai mặt phẳng vuông góc được định nghĩa là nếu một đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng alpha và đường thẳng D nằm trong mặt phẳng chứa trong mặt phẳng beta thì suy ra mặt phẳng alpha sẽ vuông góc với mặt phẳng beta. Từ đó ta có hệ quả của hai mặt phẳng vuông góc. Thì ta cho mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta vuông góc với nhau thì một đường thẳng D nằm trong mặt phẳng beta và vuông góc với giao tuyến delta của hai mặt phẳng alpha và beta thì suy ra được là D sẽ vuông góc với mặt phẳng alpha. Từ những cái lý thuyết đó ta có cái phương pháp để tìm hình chiếu từ một điểm A lên mặt phẳng alpha, ta làm như sau. Đầu tiên là ta tìm một cái mặt phẳng phụ beta sao cho là beta chứa điểm A và beta thỏa mãn điều kiện là vuông góc với alpha. Ta xác định giao tuyến delta của alpha và beta. Từ A ta hạ đường cao AH vuông góc với delta, với H thuộc delta. Thì từ cái hệ quả ta có là mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta vuông góc với nhau. AH nó lại thuộc mặt phẳng beta và AH vuông góc với giao tuyến. Thì dễ dàng suy ra được là AH nó sẽ vuông góc với mặt phẳng alpha ban đầu. Thì lúc này H chính là hình chiếu của A trên mặt phẳng alpha. Thì suy ra khoảng cách từ A tới alpha lúc này chính là bằng AH. Hi, xin chào các em. Chúc mừng các em trở lại với kênh YouTube Toán Thể Tính BMT. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tính thể tích của một hình chóp tứ giác thông qua cái xác định khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Rồi chúng ta cùng đến với bài toán là cho hình chóp tứ giác SABCD. ABCD là hình vuông. Tam giác SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thì chúng ta nhớ tới một cái lý thuyết là cho hai mặt phẳng vuông góc với nhau nhé. Ở trong bài toán này nó có hai mặt phẳng vuông góc với nhau đấy. Thì có mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta này, là hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Thì đường thẳng D ấy, nếu mà nằm trong mặt phẳng alpha và vuông góc với giao tuyến thì suy ra D nó sẽ vuông góc với beta luôn nhé. Đấy. Thì suy ra D nó vuông góc với beta luôn. Thì các em có này, mặt bên là tam giác SAB là tam giác đều nhé. Giả sử thầy gọi là SAB là tam giác đều. Đây là tam giác đều này, tam giác SAB này. Thì giao tuyến của AD và mặt đáy chính là AB. Vậy thầy chỉ cần gọi Y là trung điểm của AB này. Vì đây là tam giác đều thì thầy suy ra được là SI nó sẽ vuông góc với AB. Mà thầy có hai mặt phẳng tương ứng này, SAB ở đây nó vuông góc với mặt phẳng đáy này là ABCD. Em thấy trong cái tên không, là giao tuyến là giữa SAB và ABCD. Trong cái tên không là chúng ta đã nhận thấy là có AB chung rồi đó, thì giao tuyến chính là AB. Vậy nếu mà thầy gọi Y là trung điểm của AB thì thầy có là SI nó sẽ vuông góc với AB. Okay. Mà SI thì nó thuộc SAB thì theo cái hệ quả của hai mặt phẳng vuông góc phía bên này thầy suy ra được luôn chính là SI nó sẽ vuông với đáy ABCD này. Mình dùng được chưa? Chính vì lẽ đó thầy sẽ vẽ được cái hình chóp SABCD như sau.
Đây là vẽ sẵn rồi. Thầy sẽ có hình chóp. Đây là A này. Đây là B này. Thì thầy gọi Y là trung điểm của AB nhé. Thì thầy dễ dàng suy ra được là SY vuông góc với giao tuyến AB này. Vậy mà mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABCD thì suy ra SY chính là đường cao luôn nhé các em. Thì SY chính là đường cao của chóp SABCD này. Đó, thì mình gọi Y là trung điểm AB này. Bài này nó chưa cho mình độ dài của bất kỳ cạnh nào hết, mà nó chỉ cho là ABCD là hình vuông, thì thầy ký hiệu nó là XT và tam giác SAB là tam giác đều, thì cạnh SBSA cũng là bằng AB đấy, thì đặt nó là bằng X nhé. Rồi người ta cho cái giả thiết là khoảng cách từ A tới SBM với M là trung điểm của CD, cũng như xác định trung điểm của CD đi. Khoảng cách từ A tới SBM nhé. M là trung điểm của CD. Thì để xác định khoảng cách từ A tới SBM thì các em có thể tính trực tiếp là mình phải tìm hình chiếu của A trên SBM nhé. Nhưng mà thông thường cái bài này các em cố gắng là sau này đối với cái khoảng cách từ một điểm với một mặt phẳng á, em thường lấy cho thầy là em tính cho thầy chính là cái khoảng cách từ cái điểm đặc biệt. Thường thường nó chính là em lấy, em quy về cái khoảng cách từ cái điểm là hình chiếu của cái đỉnh á. Ở đây em thấy là SI vuông góc với đáy thì Y chính là hình chiếu của S trên mặt phẳng đáy, thì em quy về khoảng cách từ A tới SBM theo khoảng cách từ Y tới SBM nhé. Đó. Thì nó có một cái lý thuyết như thế này, các em chép vào cho thầy. Cái phần lý thuyết này thầy bỏ đi nhé. Thầy cho hai điểm A và điểm B nhé. A và B nằm ngoài mặt phẳng. Thì khi ta nối dài này, AB nó cắt cái mặt phẳng alpha tại một điểm C, thì em lưu ý cho thầy là chúng ta sẽ dễ dàng chứng minh được là khoảng cách từ A tới alpha này, cho thầy đặt BH nhé, AH và BK nhé, thì các em có là nhớ cho thầy một cái lý thuyết là theo Thales thì ta dễ dàng chứng minh được là cái đoạn AH trên cho đoạn BK chính là bằng đoạn AC trên đoạn BC này. Cái này áp dụng lý Thales thôi. Thì các em khỏi cần áp dụng lại. Thầy nhắc lại cho em một cái lý thuyết như thế này. Thì em nhớ cho thầy là nếu mà AB giao với mặt phẳng alpha tại một cái điểm C nào đó, thì em suy ra luôn cho thầy là cái khoảng cách từ A tới mặt phẳng alpha chia cho khoảng cách từ điểm B tới alpha chính là bằng khoảng cách từ A tới cái giao điểm là AC trên cho khoảng cách từ B tới cái giao điểm là BC. Nó khá là dễ nhớ đấy các em. Thì chỗ này em thấy này, từ đó thì áp dụng vào cái bài này nhé. Thì em thấy này, điểm A với điểm Y nhé, thì em thấy là A với Y có phải giao với cái mặt phẳng SBM chính là tại B không các em? Đó, AY này, em thấy này, AI này, đó, cắt cái đoạn SBM, cắt cái mặt phẳng SBM tại B này. Vậy thầy suy ra luôn là khoảng cách từ A tới SBM chính là trên cho là khoảng cách từ Y tới SBM này chính là bằng khoảng cách từ A tới giao điểm chính là AB chia cho IB. Đấy,
Mà y là trung điểm thì AB sẽ bằng 2 lần IB, vậy chỗ này sẽ bằng số 2. Vậy thì em suy ra được là khoảng cách từ Y tới SBM nó chính là bằng 1 phần 2 khoảng cách từ A tới SBM nhé. Đấy, chỗ này thầy ghi xuống dưới này cho nó đỡ cấn này. Mà theo giả thiết là khoảng cách từ Y tới A tới SBM chính là bằng 2A căn 3 phần 19. Vậy thì thầy chia đôi ra thì nó chính là bằng A căn 3 phần 19 nhé. Rồi chúng ta để đây. Bây giờ em đi xác định khoảng cách từ Y tới SBM đi. Rồi. Thì đầu tiên là mình tìm một cái mặt phẳng phụ. Rồi các em có thể xem lại phần lý thuyết nhé. Thì đầu tiên là mình tìm mặt phẳng phụ này. Chứa Y và vuông góc với SBM này các em này. Thì các em lưu ý này. Tại vì ta có SI là vuông góc với đáy rồi nhé, thì SI nó sẽ vuông góc với BM này các em này. Thì nếu mà thầy dựng thêm một đường IK như thế này. Thấy nhá, thầy dựng một đường IK vuông góc với BM. Thầy ký hiệu vào là dựng IK vuông với BM này. Mà ta thấy là SI, chỗ này SI nó sẽ vuông góc với đáy rồi nha em. Thầy khỏi chứng minh lại nhé. Không thì trong bài giải chưa có thầy chứng minh lại này. Thầy có là SI vuông với AB. Đấy. Mà có AB chính là bằng giao tuyến của SAB và ABC này, ABCD luôn. Rồi. SI vuông với AB mà SI là thuộc mặt phẳng chứa trong mặt phẳng SAB. Đó, thì theo hệ quả của hai mặt phẳng vuông góc thầy suy ra được là SI nó sẽ vuông góc với ABCD nhé. SI vuông với ABCD thì xuống dưới này thầy suy ra là SI vuông với ABCD á, thì thầy suy ra được là SI nó cũng vuông góc với BM nhé các em. Em có này, BM vuông với SI. BM này vuông với SI này. BM vuông với IK theo cách dựng này, vậy suy ra BM nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SIK này các em này. Hình dung được chưa? Rồi thầy nối cái mặt phẳng SIK lại. Rồi chúng ta suy ra được là BM sẽ vuông với cái mặt phẳng SIK. Đó, một mặt phẳng BM là đường thẳng vuông góc với SIK mà ta có là BM chứa trong, em thấy BM có chứa trong mặt phẳng SBM không? Đó, một mặt phẳng mà chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia thì dễ dàng suy ra được là hai mặt phẳng này vuông góc với nhau em. SIK vuông góc với SBM này. Thì em thấy là có phải là mặt phẳng phụ chứa Y vuông góc với SBM chính là mặt phẳng SIK không? Rồi, từ Y ta dựng đường vuông góc với giao tuyến này thì có phải là em có là dựng IH vuông với giao tuyến nhé, vuông với SK. Đó. Với SK chính là giao tuyến của SIK và SBM này các em này. Đấy. Bây giờ thầy dựng IH em có IH vuông góc với giao tuyến mà IH SIK vuông góc với mặt phẳng SBM, vậy thì dễ dàng có suy ra được IH chính là vuông góc với mặt phẳng SBM chứ các em. Đấy.
Rồi chỗ cái bước này tìm mặt phẳng phụ này, thì cái này thầy khỏi cần nói lại nha. Các em có thể dừng và tua đi tua lại và xem lại cái phương pháp thầy có làm rồi đó. Đấy. Thì dễ dàng suy ra được là IH sẽ vuông góc FBM, hay nói cách khác là lúc này là suy ra là khoảng cách từ IH này, khoảng cách từ Y tới FBM chính là bằng IH. Ừ, chính là bằng, thay thế vào luôn, chính là bằng A căn 3 phần 19. Từ cái khoảng cách này chúng ta sẽ cố gắng đi tính ra cái x theo A thôi. Thì em có là SI, rồi em có là M là trung điểm của CD, thì em có là IM này là trung bình trong hình vuông. ABCD nhé. Thì em dễ dàng suy ra được là IM cũng chính là bằng AD cộng cho BC chia 2 đấy. Chính là bằng x luôn. Rồi từ đó ta tính được cái đoạn áp dụng này. Hệ thức lượng trong tam giác vuông BMI này, BIM này, vuông tại Y nhé, thì thầy có là 1 phần YK bình, nó sẽ bằng 1 phần BI bình cộng cho 1 phần IM bình bằng 1 phần BI chính là x trên 2 tất cả bình, chính là x bình phần 4 này, cộng cho 1 phần IM chính là x bình. Vậy thầy bấm vào máy tính, em chỉ cần nhập vào cho thầy là một phần của 1/4 này, đừng có bấm x vào, tí nữa em lấy, đừng có bấm x bình vào, tí em lấy căn xuống nữa, còn lại độ dài cạnh chính là bằng x thôi, 1/4 này, em cộng cho 1/, hệ số đi với x bình chính là bằng 1 này, ta có 1/ YK bình thì bằng cái này, vậy YK bình sẽ bằng 1 chia cho cái này, vậy suy ra YK chính là bằng căn bậc 2 của cái đáp án này, chính là bằng căn 5 trên 5, các em hình dung được chưa? Rồi thầy lại có là SI chính là chiều cao trong tam giác đều đấy. Thì thầy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Trong tam giác đều thì em phải nhớ luôn cho thầy một cái lý thuyết. Đó là chiều cao này. Giả sử AH nhé. Trong tam giác đều cạnh bằng A thì AH nó sẽ bằng là A căn 3 trên 2 nhé. Còn vì sao nó bằng A căn 2, 3 trên 2 thì em cứ tính là bằng Pythagore thôi, được chưa? Cái này thầy không nhắc lại nhé. Em nhớ cho thầy một cái lý thuyết này, thì từ đó thầy có suy ra là SI nó là tam giác đều cạnh x, thì SI là đường cao trong tam giác đều cạnh x, thì SI sẽ bằng là x căn 3 trên 2. Rồi, em lại tiếp tục áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông như thầy. Em áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, bởi vì là SI vuông góc với đáy thì dễ dàng suy ra được là SI nó cũng vuông góc với IK này em này, thì tam giác vuông là SIK nhé, thì ta có là 1 phần IH bình cũng chính là bằng 1 phần SI bình cộng 1 phần IK bình. Rồi à, đáng ra này chỗ này mình không cần tính 1/ YK ra bình ra này, thôi lỡ rồi, chỗ này bằng 1/ này SI bình chính là 3x bình trên 2 này, trên 4 này, cộng cho 1/ x bình trên 5 này. Đó, em lại bấm vào máy tính đi, là 1/ 3/4 này cộng 1/ căn 5 trên 5 bình phương đấy, chính là cái an lúc nãy đấy nha các em. Cái này thầy nhớ luôn. Đó, bằng 19/3. Rồi 1/ h bình bằng cái này thì suy ra h bình sẽ bằng 1 chia cho cái đáp án này. Vậy suy ra IH đó, 1/ IH bình thì bằng 1/ IH bình nó bằng 19/3, suy ra là IH bình sẽ bằng 1 chia cho 19/3. Đó,
Vậy suy ra là IH chính là lấy căn của đáp án này, chính là bằng căn 57. À, chỗ này em xóa đi. Xóa đi cho thầy. Suy ra IH luôn. Đối với những cái áp dụng cái hệ thức lượng này, thầy hướng dẫn các em một cái mẹo là x với a em đừng có tính toán gì vào hết á, em cứ tính cái hệ số đi với nó thôi. Sau đó độ dài cạnh thì em cứ nhân thêm x hoặc thêm a vào thì luôn luôn là đúng. Được chưa? Để mình bấm máy tính cho nó nhanh thôi. Đó. Bởi vì mình thi hoàn toàn là bằng trắc nghiệm nhá. Còn đây là thầy trình bày luôn cho cả tự luận luôn đấy. Rồi thì có IH rồi mà IH ở phía trên này nó bằng như này, vậy thì em có, vậy suy ra này có là IH chính là bằng x căn 57 phần 19 bằng a căn 3 phần 19. Như hai cái này chính là một đấy các em. Thì em thấy này, lấy a căn 3 phần 19 chia cho căn 57 phần 19 đấy. Thì thầy lấy là căn 3 phần 19 này chia cho căn 57 phần 19 thì máy tính nó đang lưu chính là bằng a đấy. Thì nó sẽ bằng 1, vậy suy ra là x chính là bằng a nhé các em. Đó. Có x bằng a rồi, vì dễ dàng tính được thể tích thôi. Thì ta có là lúc này là SI chính là bằng a căn 3 trên 2. Rồi. Và diện tích đáy, diện tích ABCD chính là bằng x bình a bình đấy, do x bằng a mà. Vậy suy ra là V sẽ bằng V của S ABCD sẽ bằng là 1 phần 3 nè, diện tích đáy nhân với chiều cao nhé. Thì các em có là chiều cao lúc này chính là SI này, nhân với S ABCD này các em này, chính là bằng 1 phần 3 A căn 3 trên 2 nhân với A bình là bằng A mũ 3 căn 3 trên cho bao nhiêu đây? 6. Căn 3 trên 6. Rồi, các em chọn cho thầy đáp án A là đáp án đúng nhé. Thì cái bài này nó có tới 3-4 phương pháp giải lận, 3-4 cách giải lận. Nhưng mà trong video này thầy hướng dẫn các em giải bằng cái cách là xác định khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng nhé. Các em có thể xem đi xem lại cái phương pháp xác định khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng để gặp những cái dạng bài mà tìm khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng á, thì các em có thể làm được một cách dễ dàng. Nếu các em thấy thích series giải từng bài học không gian như thế này thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy thích thì hãy cho thầy một like, một share hoặc subscribe kênh YouTube của thầy để thầy có thêm nhiều động lực để ra những video clip bổ ích hơn cho các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. See ya.